Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Bi Phạm Cuộc Sống Mỹ Đam Mê Làm Vườn. Thì hôm nay mình sẽ mời cô chú, anh chị và các bạn cùng với mình đi ra vườn để thu hoạch củ kiệu nè. Củ kiệu này á là mình trồng từ hồi tháng 8 2023 cho tới bây giờ thì cũng được 5 tháng có rồi. Thì thường là củ kiệu 5 đến 6 tháng á là mình được thu hoạch ha. Thì cái này cũng được 5 tháng thì mình nghĩ là bữa nay chắc nó cũng có củ rồi. Thì cái mớ này là mình trồng ở phía ngoài nè, không có che đậy nhà ni lông nha. Còn cái mớ này á là mình trồng ở trong nhà ni lông nè, bởi vì mình sợ mùa đông á, nếu mà nó đông đá đó thì ở ngoài mình lỡ nó có chết hết á, thì ở trong đây mình vẫn còn giống, mình sẽ không bị mất giống. Nên mình đã trồng thử vừa phía ngoài, vừa ở phía ngoài mà là trong cái thùng đen nữa. Thì mình trồng tới 3 nơi, hôm nay mình sẽ tranh thủ nhổ hết ngày hôm nay luôn. Rồi lúc đó mình sẽ xem coi nơi nào á là củ nó phù hợp, vừa thiết khí hậu nè, mà vừa là trồng trong thùng hay là ở dưới đất nó được nhiều củ hơn nữa, mà củ nó có to hay không. Thì hôm nay mình sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng với mình thu hoạch củ kiệu hết 3 nơi luôn nha. Thì bây giờ trước tiên mình sẽ nhổ ở ngoài đây thử nha. Cái này là phía ngoài nha, bữa mùa đông mình chỉ che cái nắp vàng đỡ thôi. Đây cô chú anh chị bạn nhìn nè. Ồ, củ dừa ha. Mùa rồi á mình nhổ á, thì nó hơi bị giống như là nó rụi lá nên không có nắm được cái đầu nó lên dễ. Còn cái này thì là mình còn cái lá ở trên nè, mình nắm lên nó dễ dàng nè. Đó, thấy chưa? Thì mình trồng củ kiệu lần này nữa cũng là được 2 lần rồi. Thì bắt đầu năm rồi là tháng 1 2023 là mình mới trồng lần đầu tiên. Đó, nhìn củ ngon ha cô chú anh chị bạn ha. Thì mình trồng lần đầu tiên nên mình cũng không biết trồng khí hậu nó như thế nào, được củ nhiều hay không, nên mình thử. Còn lần này á là mình đã trồng đợt 2 rồi. Đợt 1 mình trồng từ tháng 1 2023 tới tháng 8 là mình đã nhổ một lần. Thì sau khi đó mình nhổ xong là mình sẽ trồng lại tháng 8 vừa rồi. Tháng 8 vừa rồi là 2023. Bây giờ là tháng 1 2024 thì mình nhổ lại lần nữa. Thì mình thấy á, nếu mà kiệu này á, mà đúng ra đó mình nhổ 6 tháng á, 6 tháng cho đến 7 tháng thì kiệu nó sẽ bự cái gốc hơn nha cô chú anh chị các bạn. Cái này là mình trồng ở dưới dưới đất luôn, ở trong cái hộc mình xây trong cái hộc đá ha. Thì mình trồng ở dưới đất là trực tiếp nè. Rễ cũng dễ nhổ, nói chung không có bị khó. Thì mỗi một bụi mình trồng có một tép mà cô chú anh chị các bạn, mà bây giờ nó nở ra được nhiêu đây đó. Nhưng mà theo mình thấy nữa đó là hình như là mùa mùa hè cái bụi kiệu nó bự hơn, chắc có lẽ là thời gian nó không có bị lặn nhiều nên cái cây hay cái gì nó cũng lớn lẹ hơn và nó mọc mầm nhiều hơn. Còn cái này là mình trồng trong cái thời gian lạnh ha. Từ tháng 8 trở đi thì tuy nó còn ấm nhưng lúc đó mới trồng thì nó cũng chưa có thể nào mà nở bụi được. Thì trong cái thời gian nở bụi thì nó đã vô lạnh vô đông rồi. Nên bây giờ mình nhổ thì tuy là cái này được 5 tháng, kiệu nó vẫn có củ để cho mình nhổ để mà mình có thể muối được rồi. Nhưng mà mình thấy củ không có nhiều, giống như là cái đợt mà mình trồng từ tháng 1 cho tới tháng 8 mình mới nhổ nha. Tháng 8 là tại vì đợt đó mình nhờ mình chờ chị mình qua đó cô chú anh chị các bạn, nhổ chung cho nó vui. Thì hai chị em nhổ cũng được một mâm quá trời luôn. Còn bây giờ một mình nhổ thôi mà không có nhiều như cái đợt chị mình qua để nhổ hồi mùa hè vừa rồi. Để sau khi mình nhổ này rồi cái mình sẽ trồng lại nha. Đây, ở ngoài phía ngoài có cái hộc nhỏ vậy thôi mà mình nhổ được nhiêu đây nè cô chú anh chị bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô trong cái nhà ni lông, mình nhổ xem trong nhà ni lông củ nó to như ngoài không hay không nha. Đây thì mình thấy cái thân của nó không có bự như ở ngoài. Đó,
trồng ở trong đây là hôm bữa mùa đông nè, thì mình không cần có đậy nắp vàng gì hết. Đây mình nhổ thử nè, mình thấy cái củ nó không có to bằng cái củ ở ngoài rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Đâu nhổ thêm bụi này nữa nè. Đó, thì mình thấy củ nó cũng vậy à. Vậy là mình trồng trong đây cái củ nó không có được lớn bằng ở ngoài rồi. Vậy là mình nghĩ chắc là ở phía trong đây á, mình che đó, đâm ra không có nắng rọi vô như là phía ngoài, nên cái cây nó không có lớn khỏe. Thôi thì mình biết rồi, kiệu này á, thì đông đá đó ở phía ngoài nó vẫn chịu nổi. Đối với thời tiết ở Houston mình đang ở thì chuyến này thì mình sẽ trồng ở phía ngoài luôn, dù cho mùa hè hay mùa đông gì á, mình cũng phải trồng ở ngoài hết, không cần trồng ở trong nhà ni lông đâu. Nếu mà ngày nào mà có đông đá đó thì mình vẫn lấy cái nắp vàng mình đậy lên, giống như là mấy bữa trước ha. Mấy bữa trước mình thấy đông đá mình cũng sợ đó, rồi cái mình cũng lấy cái nắp vàng mình đậy hở ở trên thôi. Khi dỡ ra thì ở dưới đó, giống như cái mới nãy mình nhổ cô chú chị bạn thấy đó, cái lá ở trên nó cũng không có bị úng gì hết, chứng tỏ là nó chịu lạnh cực kỳ giỏi ha. Mình thấy cái lá nó còn dẻo dai hơn là lá hành, lá hẹ nữa đó cô chú anh chị các bạn. Nên nếu là thời tiết ở Houston, Texas này á, cô chú anh chị các bạn mà có trồng kiệu á, thì cũng không cần phải trồng trong nhà ni lông giống như mình trồng ở vậy đâu. Mình thấy trong đây á, cái mé ở trong đây nè, nó còn bị rỉu xuống nữa. Nó cái thân nó không mạnh khỏe như là cái mớ hồi nãy mình nhổ ngoài. Vậy thì bây giờ mình biết là một năm mình sẽ trồng hai lần, có nghĩa là đầu năm tháng 1 mình nhổ xong rồi mình trồng cho tới mùa hè mình nhổ thêm một lần nữa và mình trồng xuống lại, thì tới tháng 1 Tết năm tới là mình lại có mình thu hoạch nữa. Thì bây giờ mình biết là cái kiệu ha, mình không cần trồng trong nhà ni lông, cũng như là mình trồng trong trong hộc cũng được, mình trồng trong chậu cũng được. Tại mùa rồi mình trồng trong chậu mình nhổ củ nó vẫn bự nha cô chú anh chị các bạn. Nên một chút mình sẽ qua cái thùng đen bên kia mình nhổ cho cô chú anh chị bạn xem nữa. Thì nếu mà thật sự bên kia cái trong cái thùng đen một chút mình nhổ mà nó có củ nữa thì coi như mình biết là dù cho mình trồng trong thùng hay ở ngoài đất vẫn có củ bự cho mình, nếu là mình để phía ngoài không cần phải trồng trong nhà ni lông. Cái mới này mình trồng trong nhà ni lông củ nó không có to bằng nè, thì phải trồng nhiều lần mình mới biết là khí hậu có phù hợp hay không, rồi đất trồng mình trồng ở đâu thì cho phù hợp ha. Thì hồi nãy mình nhổ cái hộc vừa rồi á, thì đất nó xốp, ở đây cũng xốp nữa nè, rễ nó cũng ra coi như là khoảng nửa gan tay á, thì không có giống như là bị nén đất ở dưới. Đất nó mềm xốp cũng dễ nhổ. Thì để mình nhổ hết mớ này luôn, rồi mình qua bên kia mình nhổ, rồi mình quay cho cô chú và bạn xem. Hy vọng là trong thùng cũng có củ nữa nha, mà không biết là củ nhỏ hay củ bự giống như là cái hộc ở trong đây. Nếu như theo mình đoán á, mình trồng ở ngoài á, củ bự thì một chút mình nhổ trong thùng. Mình tại trong thùng mình cũng để ngoài, mình không có để trong nhà ni lông. Tại vì trong thùng thì mình có nắp mình che lại á, nên hôm bữa mình để luôn ở ngoài, mình không có bưng vô đây. Rồi, cuối cùng mình cũng nhổ xong rồi nè cô chú anh chị các bạn. Đó, được một mớ ha. Cũng nhiều đó chứ. Tuy cũ không có bự bằng hồi nãy. Đây, xong rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ rinh cái mớ này đem ra ngoài. Để chung với lại cái mớ hồi nãy mình nhổ ngoài luôn. Đây, cái mớ này hồi nãy mình nhổ trước ở ngoài nè. Một chút mình rửa ra nữa thì mình mới thấy cái củ nó rõ. Còn bây giờ đất nó dính á, mình không có thấy. Đây, bây giờ mình đi qua hai cái hộc của kiệu bữa mà mình trồng nó còn dư á, mình bỏ thì uổng quá, cái mình nhét đại vô hai cái thùng này luôn.
Để mình nhổ xem coi có cũ không nha. Ồ, cái này nó cứng quá. Trong chậu á, hình như là nó dẻ xuống. Nè cô chú chị bạn ơi, củ bự ngang. Củ bự giống như hồi nãy mình nhổ cái mới đầu tiên á. Ồ, củ bự. Vậy thì mình đã đoán đúng phải không cô chú anh chị bạn? À, dù trồng trong thùng hay ở ngoài đều là củ có và bự luôn. Miễn là đừng có trồng ở trong nhà ni lông nha. Nếu cô chú anh chị và các bạn mà trồng trong nhà ni lông sẽ củ nhỏ giống như mình, cái mớ hai mình mới vừa nhổ xong đó, thì củ nó không có to bằng ở đây rồi. Tuy là ở đây cái rễ nó dài hơn, mình trồng trong chậu thì cái rễ nó dài hơn là mình trồng ở dưới đất trực tiếp, nhưng mà củ cũng nhiều nha. Wow, nó cứng hơn là ở ngoài rồi cô chú anh chị bạn ơi. Chính vì cái rễ nó dài nè. Đó, cái rễ nó dài đâm ra mình nhổ nó bị dai hơn. Nhưng mà nói chung thì củ nó bự là được rồi. Và cái mùi nó thơm quá cô chú anh chị các bạn ơi. Mùi kiệu á, nó thơm quá. Ồ, đứt rồi nè. Nó bị cứng quá, rễ nó ăn sâu ở dưới. Ở tại sao ngộ ha, trong thùng mà cái rễ nó lại dài hơn mình trồng trực tiếp dưới đất ta. Ở trong thùng mà cũng có con trùng nữa nè. Đó. Mà sao cái đất nó cứng hơn là mình nhổ cái bị đứt cái mầm, đứt cái đọt nó luôn nè. Đó. Nhiều chưa? Wow. Thì thật ra mình nếu cô chú anh chị các bạn mà cứ trồng trong thùng mình cứ để đại ngoài trời vậy á, mà cũng có củ ngon nữa nè. Nhìn mê quá cô chú anh chị bạn ơi. Đây một mớ này ha, cạo rửa phơi cũng lâu lắm luôn á. Đợt trước mình nhổ cái mớ kia đó thì chia mỗi người một mớ cắt phụ, còn bây giờ một mình rồi làm nguyên mớ này. Không biết bao lâu mới xong đây. Cái rễ của nó nha, với lại cái lá nó mà còn non, mình có thể rửa sạch xong rồi cắt khúc, mình có thể làm dưa giá, bỏ thêm giá vô nửa muối chua cũng ngon lắm cô chú anh chị các bạn. Mình nhớ ngày xưa ở Việt Nam á, ở nhà làm xong rồi thấy cái lá nó tươi ngon, cái rễ trắng nữa. Rồi cái mình nhớ là má mình cũng hay muối chua. Muối chua ăn cũng rất là ngon, nhưng mà nó hơi dai một chút. Nhưng mà mình phải pha chung với trộn với lại giá ha. Giá hẹ, rồi cái này nữa. Cái lá của nó nữa, đừng có nhiều quá. Nhiều quá thì nó dai lắm. Cái mớ bên này nè. Mớ bên này là mình trồng hơi thưa nè. Nên nhưng mà vậy nó cũng vẫn có củ nha cô chú anh chị các bạn. Kiểu dễ trồng lắm cô chú anh chị các bạn ơi. Nói chung là mình chẳng có cần phải bón phân chăm sóc gì hết, mình chỉ có trộn đất một lần rồi sau đó cái mình trồng luôn suốt luôn à. Mình chỉ có tưới nước cho nó thôi. Nó còn dễ trồng hơn hành nữa đó. Cái thân hành còn dễ bị úng chứ nó không có bị úng nha. Rồi, nói chung là mình cũng nhổ xong rồi nè. Rồi mình đem qua bên kia cái mình chung đó mình rửa luôn. Cũng được một mớ nữa nè cô chú chị bạn ơi. Giờ đất không mình không thấy ha. Qua rửa cái này là sạch liền à. Trời ơi, một đống luôn rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Quá sáng ngoài xa mình không thấy củ đâu ha. Để rửa mới thấy được. Bây giờ mình phải bơm nước vào trong cái thùng đen này rồi mình nhúng nó vô mình mới rửa được. Rồi mình giờ mình sẽ nhúng nó vô nha. Nó chùm nhum nguyên một bụi, nó dính lại với nhau vậy đó. Đất đen nó nằm ở trong cái kẽ đó, mình không có thấy được củ. Thì mình phải nhúng như vậy nè, đằng cho nó rớt cái đất xuống, mà cái rễ nó dài quá nó che lại mình cũng không thấy nữa. Nên mình phải vũ vậy đó. Giống nhúng mạ quá. Nè, mình cho cô chú chị bạn xem ha. Đó, mình vũ vậy thì mình mới thấy được củ của nó nè. Củ trắng toát luôn vậy đó. Mà cái rễ nó dài, chính vì vậy mà mình không thấy được. Đó,
mà mình nghĩ mình vũ vũ về y chang giống như là mình gieo mạ xong rồi khi nhổ mạ để mà cấy, mạ là cái cây nó còn nhỏ của cây lúa đó cô chú anh chị các bạn. Nếu ai ở vùng quê á, thì sẽ biết được cái nhổ mạ rồi vũ mạ về để chuẩn bị cấy trồng thành cây lúa. Đó, sau khi mình vũ nó ra rồi thì mình được một mớ về nè cô chú anh chị bạn ơi, mình thấy củ ha. Bây giờ mình mới thấy được củ à. Còn hồi nãy là không thấy gì hết luôn. Thì rõ ràng là trồng ở phía ngoài củ nó bự nha. Cái mới bên đây nè mình trồng ở trong nhà ni lông nên củ nó nhỏ xíu à. Bây giờ mình phải để nó qua cái dĩa màu hồng này á, đặng mình mới bưng vô nhà được nè. Bây giờ mình xếp nó qua. Vậy thì cô chú chị bạn thấy cái củ kiệu này mình trồng ở ở đâu cũng được ha, trong thùng trong hộc gì cũng được, nhưng mà nhớ là đừng không cần trồng ở trong cái nhà ni lông đâu, không cần che đậy nó đâu, nhờ có nắng củ nó mới bự được, còn nếu không mình che là củ nó sẽ nhỏ xíu thôi. Đó, được một mớ rồi nè. Trời ơi nhìn đã quá cô chú chị bạn ơi, thấy không khí Tết rồi. Mình bưng mà cái mùi nó bốc ra rất là thơm cô chú anh chị các bạn ơi. Có mấy cái một mớ này mình trồng hoài nên nó bự nhìn đã dễ sợ ha. Nhìn mê quá trời luôn, thơm quá trời thơm luôn. À, rồi mình cảm ơn cô chú anh chị các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cuốn video của mình hôm nay, cũng như đã cùng với mình đi ra vườn để mà thu hoạch củ kiệu, để làm củ kiệu cho 3 ngày Tết. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo. Bye bye. Đây là mớ rễ củ kiệu nè, mình lựa ra được một ít nó, xong rồi sau đó mình rửa muối ha cho nó sạch. Còn đây là mớ lá mình chuẩn bị, mình sẽ lựa ra lá nào non còn xanh thì mình sẽ rửa xong rồi cắt khúc chung với cái rễ đó, rồi mình pha chung với lại giá. Mình sẽ làm muối chua mà muối bằng nước cơm nha. Còn mớ này là mình để giống mình trồng. Còn đây thì là mình sẽ làm sạch xong rồi phơi nắng, rồi mình sẽ muối củ kiệu để mà chuẩn bị cho bánh chưng bánh tét cô chú anh chị các bạn ơi.